Ăn được mọi người. Đi từ từ thôi. Bây giờ đi xem nữa con kia đó. Đi từ từ thôi, đi đi nhẹ nhẹ thôi. Rồi bắt đi. Con không? Con. Ôi mèo. Ủa? Cái. Chào mọi người nha. Hôm nay mình lại tiếp tục theo ba đứa nhỏ đi soi chim chấm màu chim cút nha mọi người. Nói chung là hôm nay nếu mà có gặp chim chấm màu thì mình bắt đem về nuôi, còn chim cút hoặc bất cứ chim gì thì mình thả nó bay tự nhiên nha mọi người. Chẳng qua là mình bắt cho vui thôi, mình không phải là mình bắt để mà làm thịt hoặc là mình giết hại động vật đâu nha mọi người. Mong mọi người thấy video mình hay và thú vị, like và đăng ký để ủng hộ kênh mình nhé, để mình cùng bọn nhỏ có động lực làm nhiều video nhiều hơn nữa nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi soi thử khu bãi cát nước sông này để xem có phát hiện con chim nào hay không nhé. Mời mọi người cùng mình và bọn nhỏ đi soi thử chim có gặp được chim nào nữa nha mọi người. Đi soi thử tan tan ra bên kia để xem thử có phát hiện chim hay không để mình bắt. Đây là cái bãi cát nước sông đó mọi người. Bây giờ mình chỉ là quay trực tiếp về cái bãi cát để soi tìm thì chim này là nó hay có, thì nếu mà có thì nó hay ở dưới đất, nó không ở trên cao nha mọi người. Chim nhất là chim cút. Mình chỉ nói là soi chim chấm màu hoặc là bất cứ chim gì thôi nhé. Nhưng mà tiêu đề của mình thì mình vẫn viết là soi chim chấm màu, vì mình rất là đam mê chấm màu nhé mọi người. Cả bọn nhỏ nữa, nếu mà có phát hiện chấm màu hoặc là chim gì mình vẫn phải bắt. Đặc biệt là chấm màu thì mình bắt để mình nuôi nhé mọi người, vì mình cũng lâu rồi mình không nuôi chim chấm màu. Để xem thử nếu mà may mắn thì phát hiện, còn không thì cũng không biết như nhau đâu nha mọi người. Mong mọi người theo dõi video mình đến cuối video để em có phát hiện được chim hay không. Để xem thử khu vực này, chủ yếu là trên bãi cát này, là giống như mấy video mình lên trước thì chỉ có chim cút thôi nha mọi người. Chim cút thì nó rất là thích ngủ mấy cái bãi cỏ thấp này, nó ấm, nó ít gió, nó ấm. Bên đêm này là nó vì cái cỏ này là nó kín gió này. Còn khu bãi nước sông này mấy cái chim khác thì vẫn có, nhưng mà nó không hiền đâu nha, vì hôm nay là có cả trăng nữa này. Đấy, đây là trăng trên cao nha mọi người. Vì nó quá sáng, gần đến ngày rằm rồi, cho nên là trăng nó khá là to, nó sáng quá. Thấy chim chưa? Vẫn không thấy à? Mọi người thông cảm nha, video mình quay bằng cái máy của mình thì nó cũng không được rõ nét mấy, vì tối nữa, vì không đủ ánh sáng. Nếu mà quay ban ngày thì nó cũng đỡ đỡ. Mới phát hiện nha mọi người, bọn nhỏ đang chạy theo đứa bên kia để xem thử có còn phát hiện không. Đâu rồi? Còn không? Đâu rồi? Nó bay khu này à? Chim này nó bay xuống là nó sẽ chạy, mà nó không ở im một chỗ đâu. Nó cũng không phải là giống như chim khác, nó hiền mà. Chắc nó bay mất rồi. Chim này nó hiền lắm, nó trốn thôi. Bên nào? Đây đây, bên đó đó. Đi theo bên này trước. Đâu đâu? Nó chạy hay là nó ngồi im này?
đi xem thứ chỗ nào này. Sao ký vào nó ngồi núp. Đó, bắt đi. Thế là một con rồi. Đâu, con này con to này. Ôi trời ơi. Con này to này. Mình là có mồi nhậu rồi mọi người. Lại vẫn là ăn tá bắt nhá mọi người. Rồi mình xem thưa con kia nữa. Bên kia cũng có một con nữa mọi người. Đi từ từ thôi. Bây giờ đi xem thưa con kia đó. Đi từ từ thôi, đi nhẹ nhẹ thôi. Rồi bắt đi. Con không? Con. Ôi mèo. Ô. Cái. Ta lại không bắt được rồi. Đi nhanh nhẹ thôi, nhanh này. Đen. Tắt đen, tắt đen. Đen một người thôi. Ôi, không bắt rồi. Vậy là không bắt rồi, gần trộn nữa. Thế là hai con. Hai con luôn. Để. Con nào con mái nhỉ? Đây. Này con này sẽ rụng lồng này. Mái này. Không. Không biết con nào con mái nhỉ? Con cái to nhỉ? Ừ con này to nhỉ. Trông nó như này nè. Phải không? Phải. Nhà mái nè. Con. Đây không biết con trong con mái này mọi người. Con này nó có cái đến đèn cho dưới cổ này mọi người. Ôi nó yếu nữa, đủ. Đây là không có. Mẹ này. Đây là con mái nha. Ừ. Con này thật nó không. Yếu nữa rồi. Nó không có cái đến đèn ở cổ này. Giờ cứ cầm đó ra để mình soi thêm mấy con nữa. Xem con phát hiện con nào nữa không. Nó bắt được là nó phải yếu. Nó bồm rồi. Cầm đi, đi soi thêm đoạn dưới cái này nữa. Xem còn phát hiện không. Mới chỉ được hai con. Bây giờ tiếp tục soi thứ con tiếp theo. Khu kia này nhờ nó nhờ. Khu kia này, soi lại thứ. Để xem thôi còn phát hiện được không. Cứ tưởng là không gặp chứ, soi từ nãy mà. Thường thường là con này nó hay ngủ theo cặp mà. Khu này này này. Khu đẻ này. Chắc là có trứng nó sao nhỉ? Khu này này, xem thử tìm thử xem còn có trứng không. Còn có tổ của nó. Sao tự nhiên là ở khu này. Nó đào lên, nó không phải. Nó đào cứ... Để xem thử có tổ của nó. Bắt đến ngay luôn. Bắt trong đây mà. Phải, khu nào này. Đây. Rồi bay qua vòng cái khu này rồi. Khu này này thật. Xem thử lỡ đầu gặp trong đây nè. Nói thấy bài từ trong đây nè. Gặp tố nó. Có trứng có còn nó. Đi bắt chim cút nữa. Không có tố đâu. Nằm đi chơi ở đường cơ bản. Để xem thử nó có. Lỡ đầu nó có còn của nó sao. Không, con nhỏ nó chưa kêu được đâu. Ôi, dù sao mình không tìm thấy thì mình vẫn thả mà nhờ. Chẳng qua là mình bắt thử xem nó hôm nay mình đi soi được mấy con. Có phát hiện thêm con nào nữa hay không? Nói chung là mình làm video mình cũng không phải là mình bắt để làm thịt, bắt để cho vui thôi. Dù bất cứ chim gì, trừ khi là chim
Chà mào thì mình mới nuôi nhờ. Gặp được con chà mào ngon ngon thì mình bắt đem về nuôi. Còn mấy cái chim cút hoặc là bất cứ chim gì thì mình thả nó. Chẳng qua là bắt cho vui thôi mà. Làm thịt thì là cũng tội nó. Bây giờ là mình cùng thuần hóa được mấy đứa nhỏ không giết hại động vật. Bình thường là bọn nó toàn là cầm nã đi bắn chim không, bây giờ là đi theo mình thì chỉ có thả thôi. Thật sự là mình cũng tội lắm chứ, không muốn hại, chỉ là bắt chơi cho vui để xem nữa, không phát hiện thì mình thả nó. Giờ không còn phát hiện nữa. Bây giờ không phát hiện thì mình thả đi. Thả cho nó bay đi. Ừ. Thả một con một đi để xem nó bay đi. Thả đi. Thả một con này, thả dưới đất để nó chạy. Y như con gà nhờ. Bay đi, bay đi. Bay đi, sao không bay nhỉ? Nó bay. Rồi, bay rồi. Bay nó vẫn xuống. Bay rồi, kệ nó. Còn một con nữa, xem con này có bay luôn không? Một phát bay luôn nhá, anh em. Nhi con. Mày buồn sao? Buồn gì? Buồn sao? Không buồn đâu. Không buồn đâu. Con này con to hơn này. Ơ nó càng núp nữa kìa. Chạy đi ơi. Nó càng trốn kìa. Chạy đi. Hiền thật nhá. Thế này mà kêu không bắt sao gà con quá rẻ luôn, giống như con gà. Ồ quá hiền luôn, giống bên nuôi nhờ, lạ thật đấy. Ồ, rồi bay rồi không, bay luôn em. Thế là bay rồi nhỉ. Đó bay xuống cái kia rồi đó. Nếu mà mình muốn soi bắt nữa vẫn được, nhưng mà không thích bắt nữa. Bây giờ mình chỉ xin kết thúc video tại đây nhá. Chào tạm biệt mọi người. Chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhé mọi người.